Diễm Thi và Trân Như xin kính chào quý khán thính giả. Chúng tôi xin mời quý vị đến với bản tin đầu giờ sáng thứ bảy ngày 1 tháng 10 với các tin đáng chú ý đầu ngày. Việt Nam và Trung Quốc tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị. Đối tác Nhật Bản mua 15% cổ phần của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Kính thưa quý khán thính giả, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội hữu nghị Việt Nam Trung Quốc vừa tổ chức lễ kỷ niệm 62 năm Quốc khánh Trung Quốc ngày 1 tháng 10 năm 1949 tại Hà Nội và ngày hôm qua đại sứ mới của Trung Quốc tại Việt Nam là ông Khổng Huyễn Hữu cùng quan chức đảng Cộng sản Việt Nam cũng có mặt tại buổi lễ kỷ niệm. Tại buổi lễ, ông Khổng Huyễn Hữu đã thông báo về những nét mới tại Trung Quốc, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế. Đại diện Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị hai nước là ông Đoàn Mạnh Giao cũng chúc mừng Đại sứ Trung Quốc cùng nhân viên Đại sứ quán Trung Quốc nhân dịp Ngày Quốc Khánh và đề nghị chuyển lời chào đến lãnh đạo Trung Quốc nhân dịp này. Ông Đoàn Mạnh Giao khẳng định, các chuyến thăm hai nước, sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau là nhân tố quan trọng, đúng theo tinh thần và lợi ích của nhân dân hai nước. Cũng trong ngày hôm qua, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam đã tiếp tân đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam là ông Khổng Huyến Hữu. Ông Nguyễn Phú Trọng nói Việt Nam sẽ luôn tôn trọng việc thắt chặt và phát triển tình hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc liên quan đến các vấn đề đang tồn tại giữa hai nước, người lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam nói hai bên nên tiếp tục đàm phán hòa bình để giải quyết các vấn đề trên tinh thần đồng chí, tôn trọng lẫn nhau và theo luật pháp quốc tế. Hiện cả Trung Quốc và Việt Nam đều có tranh chấp chủ quyền đối với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa trên Biển Đông. Trên lĩnh vực kinh tế, số liệu được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố ngày hôm nay cho thấy thâm hụt thương mại của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm là 6 tỷ 900 triệu đô la, trong 9 tháng qua, Việt Nam thu về được 70 tỷ đô la từ xuất khẩu, tăng 35,4% so với năm trước. Các phân tích gia cho rằng, kim ngạch xuất khẩu tăng là do giá của nhiều mặt hàng trên thị trường thế giới tăng, bao gồm hồ tiêu, cao su, cà phê và dầu thô. Ngoài ra, việc tăng kim ngạch xuất khẩu cũng một phần là do số lượng xuất khẩu các mặt hàng tăng. Cũng trong 9 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập khẩu gần 77 tỷ đô la, tăng gần 27% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân được cho là do giá của các mặt hàng nhập khẩu tăng cao. Hàng hóa Trung Quốc tiếp tục chiếm lĩnh thị trường Việt Nam với ước tính kim ngạch khoảng 15 tỷ đô la, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm ngoái. Ngân hàng Mizuho của Nhật Bản hôm qua cho biết sẽ mua 15% cổ phần trị giá khoảng 567 triệu đô la của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, hay còn gọi tắt là Vietcombank. Theo thông báo của Ngân hàng Mizuho, với thỏa thuận mua bán này, Ngân hàng Mizuho sẽ trở thành cổ đông lớn nhất của Vietcombank. Hiện Vietcombank có tổng tài sản trị giá khoảng 16 tỷ đô la. Ngân hàng Nhật Bản nói Việt Nam và các nước láng giềng có tiềm năng phát triển cao và do đó có cơ hội mở rộng kinh doanh cho các công ty Nhật Bản muốn vào Việt Nam. Tuy nhiên, các phân tích gia kinh tế thì lại lo ngại về các khoản nợ xấu của các ngân hàng Việt Nam có thể còn cao hơn số được thông báo chính thức. Về thiên tai, trong lúc Việt Nam đang gấp rút ứng phó với cơn bão số 5 đổ vào các tỉnh miền Bắc, các nước trong khu vực cũng đang phải hứng chịu nhiều thiệt hại do lũ lụt gây ra. Tại Thái Lan, nước lũ đã phá hủy nhiều căn nhà, đe dọa cuộc sống của gần 2 triệu người. Đã có 188 người thiệt mạng. Tỉnh Chiang Mai ở phía Bắc là tỉnh đang bị lụt nặng nhất. Chính phủ Bangkok đã cho triển khai 10.000 lính để giúp đỡ các nạn nhân lũ lụt tại nước này. Quân đội cũng cho biết là sẽ cử 12 nhóm nhân viên y tế để giúp đỡ và điều trị cho những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Và thưa quý vị, tại Philippines, chính phủ cũng đã cảnh báo ít nhất 1 triệu người sống ở các làng và đồng ruộng bị lụt rằng họ sẽ phải chuẩn bị cho một cơn bão lớn thứ hai sắp đến. Bão Nesat đổ vào đảo Luzon ở Philippines hôm thứ Ba đã khiến ít nhất 43 người thiệt mạng và 30 người bị mất tích. Bão cũng gây lợi mưa lớn khiến nhiều vùng ruộng lớn bị ngập nước, có nơi nước cao đến hai tầng nhà giới chức Philippines lo ngại cơn bão sắp tới cũng sẽ gây mưa lớn không kém bão Nesat. Cơn bão tới có tên là Nagin dự kiến sẽ đổ vào đảo Luzon vào cuối tuần này và có sức gió khoảng 140 km một giờ. Trước đó, do ảnh hưởng của bão Nesat, đã có khoảng 160.000 người đã phải đến các trạm lánh nạn của chính phủ. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đã Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ www.youtube.com. Cạch chéo RFA Vietnamese Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động Tại địa chỉ vietnamese.rfa.mo Diễm Thi và Trân Như xin kính chào tạm biệt